Đạo diễn Kim Ki-duk được mệnh danh là quái kiệt của điện ảnh Hàn Quốc. Các tác phẩm của ông không ngại ngần phô bày bản chất con người bằng một phương thức kể chuyện bạo liệt nhất. Vì lẽ đó, phim của ông tuy có thể đạt được nhiều thành tích trên các sân chơi điện ảnh hàn lâm tầm cỡ của thế giới, nhưng lại khó lòng chiếm cảm tình của khán giả đại chúng. Không hiếm trường hợp khán giả phải bỏ về khi phim đang chiếu giữa chừng vì bị sốc bởi những cảnh bạo lực và tình dục vô cùng cực đoan. Tuy nhiên, khác với phần lớn các bộ phim còn lại của ông, Xuân, Hạ, Thu, Đông rồi lại Xuân có thể nói là tác phẩm hướng đến chúng sinh nhất mà vị đạo diễn này từng thực hiện. Phim có một cốt truyện đơn giản, được kể tuyến tính, không đánh đố hay thử thách sức chịu đựng của người xem. Thay vào đó, đạo diễn tập trung truyền tải tư tưởng chủ đề bằng ngôn ngữ điện ảnh thông qua các khung hình giàu tầng lớp ý nghĩa. Xuân, Hạ, Thu, Đông rồi lại Xuân được ví như một bản kinh bát nhã ba la mật được viết bằng hình ảnh, do phim đã thành công trong việc truyền tải các giáo lý căn bản về Phật học. Tuy vậy, kể cả với một khán giả đại chúng không quen thuộc với triết học Phật giáo, không hiểu hết tất cả những tầng nghĩa đó, thì phim vẫn là một trải nghiệm dễ chịu, gần gũi với cuộc sống của mỗi con người. Trong video này, bằng những kiến thức và tìm tòi hạn hẹp của bản thân, cùng tài liệu tham khảo trên trang phatgiao.org.vn, chúng mình xin được cắt nghĩa tất cả những hình ảnh ẩn dụ đã xuất hiện trong phim thông qua những lý luận của Phật Thích Ca về hai vấn đề lớn của con người: cái ác và cái khổ. Phần sau của video này sẽ tiết lộ tất cả nội dung của phim, thế nên để không đánh mất trải nghiệm, các bạn hãy quay lại sau khi đã thưởng thức tác phẩm này nhé. Còn nếu như các bạn đã sẵn sàng, thì tớ là Sương Mai và đây là một kịch bản đến từ bạn Dương Hương Ly. Bộ phim được chia thành 5 giai đoạn của cuộc đời của chú Tiểu và vị sư già, ứng với mỗi mùa trong tiêu đề phim. Hai thầy trò sống cùng nhau trong một ngôi chùa nhỏ nằm giữa một cái hồ, được bao quanh bởi khung cảnh núi non thanh bình. Bối cảnh phim đã ngay lập tức thể hiện tinh thần Phật giáo của tác phẩm. Một khi chọn con đường xuất gia là tự tách mình ra khỏi dòng chảy thế tục, nếu không nói là ngược lại với con đường mà phần đông con người trong xã hội theo đuổi. Mở đầu của tác phẩm cũng là mở đầu của mùa xuân đầu tiên. Ở phía bên kia của cánh cổng lại được vẽ hai vị Bồ Tát, ẩn dụ cho việc đây là ranh giới giữa cõi thế tục và chốn tịnh tu. Hình ảnh cánh cửa không có tường một lần nữa được lặp lại bên trong ngôi chùa, và mình sẽ làm rõ ở phần sau của bộ phim. Ở hồi 1, phim chủ yếu mô tả cuộc sống thanh bình, thường nhật của hai thầy trò. Trên sân chùa có một con chó con, sự ngây thơ và hiếu động của nó có thể khiến ta nghĩ ngay đến chú Tiểu. Vị sư phụ dùng một chiếc thuyền để chở chú Tiểu vào bờ hái lá thuốc. Cuộc sống vẫn tiếp diễn như thế. Cho đến một ngày, ở một con lạch nhỏ, chú Tiểu đã lấy đá buộc vào các con vật nhỏ, khiến chúng bị mắc kẹt, còn cậu thì lại cười cợt chúng. Vị sư phụ lặng lẽ quan sát nhưng không ngăn cản. Đêm đó, ông buộc một tảng đá lớn vào lưng cậu, bắt cậu phải đi giải thoát cho những con vật tội nghiệp kia. Chú Tiểu quay trở lại nơi hôm qua mình đã làm việc ác và òa khóc nức nở khi nhận ra rằng một vài con vật đã chết. Thông qua các trường đoạn này, đạo diễn đã tập trung vào câu hỏi lớn thứ nhất: cái ác từ đâu sinh ra? Với Mạnh Tử, ông cho rằng nhân chi sơ tính bản thiện, tạm hiểu là tính thiện có sẵn trong mỗi con người. Hay như Tuân Tử có nói, nhân chi sơ tính bản ác, nghĩa là con người sinh ra vốn dĩ đã ác. Phật giáo lại mang đến một tư tưởng khác, cho rằng con người ta sinh ra không có sẵn thiện tính hay ác tính. Nếu chú Tiểu thực sự ác bẩm sinh, thì đã không khóc khi nhìn thấy cái chết của những con vật vô tội. Việc ác của một chú bé xuất phát từ sự thiếu nhận thức về hậu quả mà mình sẽ gây ra. Sự thiếu nhận thức này trong đạo Phật tạm hiểu là vô minh. Vô minh được xem là gốc của mọi sự bất thiện và là đặc tính của cái khổ. Sự hối hận từ tâm can mới chính là hình phạt lớn nhất mà một con người phải chịu. Như cách vị sư phụ đã nói, nếu một trong các con vật đó chết, con sẽ chịu sự dằn vặt suốt cuộc đời. Hòn đá chính là gánh nặng lương tâm mà mỗi người phải mang. Thông qua việc để bản thân phải tự chịu trách nhiệm với hành vi của mình, vị sư phụ đã khơi gợi một cách tự nhiên thiện tính bên trong chú Tiểu. Như vậy, hồi một của phim đã làm rõ bản chất và nguyên nhân của cái ác theo quan điểm Phật giáo. Bên cạnh đó, cũng gợi mở những tình huống đầu tiên về cái khổ, chủ đề sẽ được làm rõ kể từ hồi 2 cho tới hết tác phẩm. Vào mùa hạ tới, giờ đây, chú Tiểu nhỏ đã trở thành một thanh niên phổng phao. Anh bắt đầu chú ý đến những hành vi giao phối của các động vật xung quanh mình, như báo hiệu rằng anh đã bắt đầu có những tò mò xác thịt ban sơ. Sự xuất hiện của hai mẹ con cô gái bị bệnh đánh dấu lần đầu tiên tiếp xúc với người khác phái của vị sư trẻ.
Lúc này, trên sân chùa không còn chú chó con, thay vào đó là một con gà trống. Đây là hiện thân cho sự khao khát và dục vọng của một người đàn ông trưởng thành. Từ khi cô gái được mẹ đưa tới đây để nhờ cậy sư phụ chữa căn bệnh lạ, vị sư trẻ không ngày nào được bình yên. Anh ta liên tục rơi xuống nước, như là rơi vào lưới tình vậy. Những chi tiết ẩn dụ cho sự dạo dực bản năng còn được cài cắm nhẹ nhàng trong hình ảnh cối giã thuốc hay việc vị sư trẻ chèo thuyền như để khoe mẽ. Cuối cùng, sau một thời gian tiếp xúc và nảy nở tình cảm, đôi trẻ cũng đã ân ái với nhau sau lưng vị sư già. Tình cảm của họ giống như đôi cá bơi trong chiếc giày, chỉ biết lao vào nhau mà không thể nhìn thấy một điều gì khác. Ái tình lục dục không phải là lẽ bất biến, nó đến rồi lại đi giống như những chữ viết bằng nước trên ngói của người thầy. Vị sư phụ hiểu được điều này, nhưng người đồ đệ của ông thì không. Trở lại với chiếc cửa không tường đã xuất hiện từ hồi một của bộ phim, hai thầy trò vẫn luôn giữ đúng quy tắc, đi qua cánh cửa này, như thể ở đó thực sự có một bức tường. Tường ở đây ẩn dụ cho pháp, còn cửa là giới. Nói một cách nôm na, pháp là việc bạn hiểu lý do tại sao phải dừng xe khi gặp đèn đỏ, còn giới là luật giao thông đường bộ. Luật lệ có thể đặt ra những giới hạn vô cùng hà khắc, nhưng chúng chỉ có ý nghĩa khi người ta thực sự thấu hiểu bản chất của chúng. Nếu không, lách luật là một chuyện rất dễ dàng. Trong giáo dục, người ta cũng đề cao việc lý giải cặn kẽ bản chất và hậu quả khi vượt qua giới hạn hơn là đưa ra sự trừng phạt. Khi vị sư trẻ đắm chìm trong tình yêu, trong lòng không còn pháp nữa, thì giờ đây, giới luật cũng trở nên vô nghĩa. Anh đã không còn giữ lại quy tắc được dạy từ nhỏ, mà cứ thế bước qua bức tường vô hình. Chẳng bao lâu, vị sư già đã phát hiện ra mối quan hệ của đôi trẻ. Ông không những không tức giận, mà chỉ cho rằng đó là bản năng tự nhiên của con người, rồi đuổi cô gái đi. Người đồ đệ không chấp nhận phải rời xa người yêu, đã bị sư phụ cảnh báo. Ham muốn sinh ra chiếm hữu sinh ra cái ác. Đây là phần đoạn phản ánh giáo lý tứ diệu đế, là cốt lõi quan trọng nhất và thuần túy nhất của đạo Phật. Tứ diệu đế là lý luận của Phật Thích Ca về cái khổ. Hai trong tám cái khổ đã được phim đề cập đến chính là ái biệt ly khổ, nghĩa là yêu thương nhưng phải xa cách, và sở cầu bất đắc khổ, nghĩa là ham muốn nhưng không được sở hữu, đều là nguyên nhân dẫn đến nỗi đau đớn, khổ tâm. Tuy nhiên, ham muốn không được sở hữu sẽ dẫn đến mong muốn chiếm đoạt, đó chính là mầm mống sinh ra cái ác. Vị sư trẻ đã không hiểu được triết lý này, thế nên đã bỏ thầy để đi theo cô gái mình yêu, mang theo con gà và một tượng Phật. Về sau, cuộc đời anh đã ứng nghiệm với lời tiên tri của thầy mình. Nhiều năm sau, vị sư già vẫn sống một mình cùng một con mèo trong ngôi chùa ngày nào. Trong tín ngưỡng dân gian của Hàn Quốc, mèo là con vật xua đuổi tà ma. Và một ngày thu, ông tình cờ đọc được tin tức về người đồ đệ đang bị truy nã vì tội giết vợ. Chẳng bao lâu sau, anh ta trở về, mang theo bức tượng Phật, con dao tang vật và một nỗi phẫn uất khi bị vợ phản bội. Tương tự với hồi hai của phim, người đàn ông vẫn ngập trong nước. Nhưng lần này, nước không còn là ái tình, mà trở thành sự căm hận đang nhấn chìm lý trí. Ở đây, phim một lần nữa nhấn mạnh đến hậu quả của sở cầu bất đắc khổ. Ham muốn nhưng không sở hữu được đã khiến người đàn ông ra tay sát hại để người vợ không thể thuộc về một người khác. Không vượt qua được sự tuyệt vọng, anh ta dán lên mặt những mẩu giấy viết chữ bế để tự sát. Bế là chữ Hán có nghĩa đóng lại. Tuy đóng chặt mắt mũi miệng là nơi tập trung giác quan cảm nhận cuộc sống, nhưng người đàn ông vẫn không thể đóng được tâm của mình. Sư thầy kịp thời phát hiện và dùng đến đòn roi để thức tỉnh đồ đệ. Ông hiểu rằng ông cứu được mạng nhưng vẫn chưa cứu được tâm anh. Ông bế con mèo, lấy đuôi chấm mực viết kinh Bát Nhã lên sàn gỗ sân chùa và yêu cầu người đồ đệ hãy dùng dao để khắc lại những chữ mình viết, trút bỏ sự tức giận ra ngoài. Trong lúc đó, hai viên cảnh sát đến để bắt giữ người đồ đệ, nhưng đã được sư phụ xin cho anh ta hoàn thành công việc đang dở dang. Những nét khắc đầu tiên còn chất chứa cay đắng oán hận bao nhiêu thì càng về sau càng nhẹ nhàng, thanh thản bấy nhiêu. Việc khắc lên vết mực đen để lộ ra lớp gỗ trắng bên dưới cũng mang ý nghĩa gột bỏ sai lầm của bản thân. Vị sư phụ và hai viên cảnh sát dùng màu tươi sáng tô lên những nét khắc đó, ẩn dụ cho việc giúp vị đồ đệ làm lại một cuộc đời mới. Có thể thấy, việc giúp đỡ của người khác chỉ có thể xảy đến khi bản thân ta phải tự cố gắng trước. Khi tỉnh dậy, nhìn thấy cảnh vật xung quanh yên tĩnh như chưa từng xảy ra điều gì, anh ta mới hiểu cái vô ngã của vạn vật mà từ đó bớt khổ đau. Xong việc, người đồ đệ quy thuận theo hai viên cảnh sát trở vào bờ lĩnh án. Nhưng mãi mà thuyền không thể rời khỏi bờ được, chính là do sự quyến luyến của người thầy dành cho đồ đệ mà mình xem như con. Sau khi đồ đệ đi khỏi, vị sư phụ đã chất củi lên thuyền,
dán mắt mũi miệng bằng những mảnh giấy có chữ bế như cách đồ đệ đã làm, rồi tự thiêu. Trước khi chết, có thể thấy vị sư già đã khóc, minh chứng cho việc ông chưa buông bỏ được tình cảm của bản thân mình, vẫn bị ái biệt ly khổ làm vướng bận tâm can, chưa thể chạm đến cõi Niết Bàn. Cõi Niết Bàn là mục đích sau cùng của mỗi tu sĩ Phật giáo, là trạng thái bình lặng tuyệt đối, không còn phiền não, bước ra khỏi luân hồi. Sau khi ông mất, từ thuyền bơi ra một con rắn. Ta có thể hiểu là do ông đã đầu thai chuyển kiếp mà thành. Vào một ngày đông, người đồ đệ này đã ở tuổi trung niên, trở về sau khoảng thời gian chịu án. Nhận ra thầy đã viên tịch, anh nhặt nhạnh những phần thân thể sót lại của thầy, gói trong miếng vải đỏ rồi đặt vào vị trí con mắt trí tuệ trên một bức tượng Phật bằng băng cho mình tự làm. Sau đó, vị sư dành toàn bộ thời gian để luyện võ dưới sự giám sát của người đã khuất, như một cách để tịnh tâm. Tuy nhiên, mọi chuyện không dừng lại ở đó. Một người phụ nữ quấn khăn kín mít bế một đứa con trai còn nhỏ đến ngôi chùa vị sư đang ở. Người mẹ để lại đứa con rồi bỏ đi. Nhưng khi đi trên mặt băng, cô bị rơi xuống và chết đuối trong hố băng do chính vị sư đào lên trước đó để rửa mặt. Khán giả không biết được gương mặt thực sự của người này, như một cách ngăn cản việc đánh giá con người cô ấy. Sáng hôm sau, phát hiện cái chết của người phụ nữ là do mình gián tiếp gây ra. Anh ta hiểu rằng khoảng thời gian tù tội vừa qua là chưa đủ để bản thân chuộc lại tội lỗi mình đã gây ra. Anh vẫn phải gánh chịu sự dằn vặt như hình phạt lớn nhất của lương tâm mình. Lúc này, tượng Phật bằng băng có xá lợi của người thầy đã tan ra thành nước và trôi đi, thể hiện vị sư đã có thể tự sống mà không còn dựa dẫm vào thầy mình nữa. Anh buộc bản thân vào một tảng đá lớn, như cái cách anh từng hại chết các con vật ngày còn nhỏ, ôm một tượng Phật bằng đồng rồi đi lên đỉnh núi để chuộc tội. Dáng vẻ của bức tượng này mang nét nữ tính, liên tưởng đến cái chết của những người phụ nữ mà anh đã trực tiếp và gián tiếp gây ra, cũng để thể hiện trong quan điểm của Phật giáo, Phật tính có sẵn trong phụ nữ. Lên đến đỉnh núi, vị sư nhìn xuống ngôi chùa đã xảy ra những sự thay đổi nhận thức lớn trong đời mình. Bây giờ, nó chỉ nhỏ như một con mắt, ý chỉ những sóng gió trong cuộc đời mỗi con người, rồi sẽ trôi qua và trở thành hư không vào một ngày nào đó. Một mùa xuân nữa lại đến, đứa trẻ mà người phụ nữ để lại giờ đã lớn bằng vị sư ngày nhỏ, còn vị sư bây giờ đã thay thế vị trí của thầy mình. Đứa trẻ mang diện mạo và tâm tính giống vị sư như đúc, lại bắt đầu một vòng tuần hoàn cuộc đời mới. Hồi cuối cùng của phim cho khán giả nhiều gợi ý về những gì đã diễn ra trước bộ phim và sẽ diễn ra sau khi phim kết thúc. Có thể, trước khi trở thành một người thông thái và bình tâm như ta vẫn thấy, vị sư già đã từng có một cuộc đời với đủ các cung bậc cảm xúc thăng hoa cũng như cay đắng giống người đồ đệ của mình. Và sau này, chú tiểu nhỏ cũng có thể phải trải qua những gì người thầy mình đã từng. Người đi trước chỉ dạy cho người đi sau, nhưng tuyệt nhiên không can dự vào những quyết định riêng của hậu bối, dẫu biết bi kịch có thể sẽ xảy ra. Vì khi có khổ đau mới có động lực để con người thoát khỏi vô minh. Chỉ khi thực sự thoát khỏi vô minh, con người mới làm chủ chính mình và đạt được giác ngộ. Cả bộ phim gắn liền với hình ảnh mặt hồ và cái thuyền. Ở 4 hồi đầu, hồ nước thể hiện cho trạng thái tâm lý của vị sư trẻ. Mùa xuân thì tĩnh lặng, mùa hạ xáo động với ái tình lục dục, mùa thu nước chảy xiết tương đồng với sự phẫn uất. Đến mùa đông, mặt hồ đóng băng lại, như mọi sự tham ái, sân hận và si mê của vị sư cũng đóng lại từ đây. Còn chiếc thuyền cũng gắn liền với sự phát triển nhận thức của nhân vật. Mùa xuân, lúc còn là một chú tiểu, cái thuyền với anh chỉ đơn giản là phương tiện di chuyển. Mùa hè, khi đã bắt đầu độc tâm, cái thuyền là cách để anh ta thể hiện bản thân và là nơi anh ân ái. Mùa thu, chiếc thuyền là vật giúp anh chạy trốn khỏi lệnh truy nã, cũng như chạy trốn khỏi trách nhiệm và khổ đau. Đến khi đã hiểu ra tính vô thường của cuộc sống, trở về bằng một nhận thức chín chắn trưởng thành, lúc này anh không cần đến cái thuyền nữa mà tự mình đi trên mặt hồ đóng băng. Như Đức Phật đã từng khẳng định, chánh pháp là con thuyền đưa chúng sinh thoát khổ. Vị sư trẻ cuối cùng đã sang được bờ bên kia, vì thế không còn cần đến thuyền nữa. Đạo diễn Kim Ki-duk trước khi qua đời đã để lại gia tài 33 bộ phim xuất sắc cho công chúng, trong đó Xuân Hạ Thu Đông Rồi Lại Xuân vinh dự là phim duy nhất của ông lọt top 100 bộ phim hay nhất thế kỷ 21 do nhà đài BBC tổ chức bình chọn, lấy ý kiến từ 177 nhà phê bình điện ảnh khắp thế giới.
là một người đến với điện ảnh thông qua con đường tự học. Các tác phẩm của đạo diễn Kim Ki-duk không bị bó buộc với những lề luật, mà có một sự tự do, phóng túng khi đề cập đến những bản chất trần trụi nhất của con người. Xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân từng bị chỉ trích vì những cảnh quay táo bạo, khác biệt hoàn toàn với sự cung kính của những phim cùng đề tài. Thậm chí còn bị chỉ trích là hạ thấp Phật giáo thay vì tôn vinh. Hình ảnh những vị tu sĩ Phật giáo được khắc họa không hề khô cứng như những pho tượng, mà là những con người sống động với đầy đủ mọi sắc thái hỉ nộ ái ố. Với cả khán giả đại chúng lẫn giới hàn lâm, đây là một bộ phim rất đời, truyền tải một cách cô đọng, xúc tích những giáo lý căn bản nhất, nhập môn nhất của tôn giáo đậm tính từ bi này. Đối với mình, bộ phim này giống như một thức rượu quý, để càng lâu, càng xem lại nhiều lần, lại càng nhận ra nhiều ẩn dụ khiến phim sâu sắc hơn. Còn các bạn cảm nhận như thế nào về tác phẩm này? Nếu có chi tiết nào mà bọn mình đã bỏ qua, hoặc các bạn có ý kiến khác, hãy để lại bình luận ở bên dưới để chúng ta có thể cùng thảo luận và trò chuyện kết nối thêm với nhau, các bạn nhé! Mong rằng video này sẽ đem đến cho các bạn những giây phút bình yên và cả những khoảng lặng để chúng ta chiêm nghiệm về những thông điệp mà tác phẩm này đem tới. Rất cảm ơn các bạn vì đã đồng hành cùng Sương Mai trong video ngày hôm nay. Và mình muốn gửi lời cảm ơn đến bạn Dương Ly vì một kịch bản rất có chiều sâu đã được bạn thực hiện bằng sự tâm huyết và có lẽ là cả niềm yêu thích dành cho tác phẩm này nữa. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn sớm gặp lại các bạn trên Phê Phim nhé. Bye bye! Looking at you, kid. Got it. Look at me. I love you more than I've ever loved anyone.